Hello Sina, kính chào toàn thể tất cả những anh em lại quay trở lại với TDT Vlog Nhạc Cụ Đăng Trung. Thì lời đầu tiên xin chúc cho tất cả mọi người đang theo dõi video có nhiều sức khỏe. Và trong mùa dịch càng ngày càng phức tạp thế này, đấy, rất là nguy hiểm đấy. Nên mọi người, mình mong cho tất cả mọi người sẽ giữ sức khỏe thật tốt đó, để qua chống chọi qua mùa dịch để chúng ta bắt đầu lại công việc. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ không review bán đàn gì cả. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người học một bài hát mang tên đề Lời Người Ra Đi. Bài này rất là hay luôn, mà ngày xưa mình có nghe qua tầm khoảng 9-10 tuổi gì đó, hơn tầm đó đấy, khoảng đó 9-10, 11-12, khoảng đó mình đã có nghe bài này mà nhớ mãi. Đến bây giờ tự nhiên hôm qua mình lại nghe được đó, nghe cùng Ngô Quốc Linh hát, thế là mình lại thích đấy. Thế là nghe lại thì thấy phê phê. Bắt đầu hôm nay học chưa thuộc lời, chưa thuộc gì hết. Đấy, cái giai điệu mình nghe qua chỉ mang máng thôi. Mình nghe lại, bây giờ mình sẽ đánh cho các thằng đánh qua cho tất cả mọi người cùng nghe. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em học cụ thể chi tiết bài này. Đấy, các bạn mua bán trao đổi đàn, linh kiện phụ kiện đàn thì liên hệ mình có số tại trên video nhé. Hoặc cần hỏi đáp gì đấy thì liên hệ mình cho tôi trên video. Rồi bây giờ mình sẽ làm mẫu qua một lần. Nghe tiếng chim ca líu lo trên cành cây đào, em nhủ thầm rằng bóng dáng người tình về, rằng bóng dáng người tình về. Dạy trước lời. Ngày nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cành hoa đào, em nhủ thầm rằng bóng dáng người tình về, về đến bên đó đâu làng là sự anh về. Lá vàng rơi mùa buồn rơi, bao tháng ngày hình bóng xa xôi, nay anh về mừng lắm anh ơi, ta xây đời mới một nguồn vui tới phơi phới. Như dòng sông gian đại dương, quá bao gành và đá treo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới đến ngày nắng ấm. Và xa xôi anh như lòng còn mưa đá đà đà đà, thì chiến đấu đừng sờn lòng và đừng gian khổ. Bài này không thuộc lời, chưa có thuộc cái gì hết luôn á. Đấy, em đang phải in giấy, in làm các kiểu ra để nhìn, mà còn chưa nhìn kịp. Tại vì cái giai điệu nó cũng rất là nhanh nhanh, vui nhộn, nhưng mà nó hay. Em thấy cái lời hay, giai điệu nó cũng hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Bài này em nói qua, bài này nam hát sẽ là Rê hoặc là Rê thăng nhá, Rê thăng thứ hoặc là Rê nhá. Đấy, nữ hoặc la son gì đó. Bài này chúng ta sẽ có hai
câu đó là một A điệp phiên A phiên B nó sẽ chia thành hai lần, thì câu 1 nó như câu 2 đó, như là một ngày một chiều anh bước đi em tiến đưa ra tận cuối đồi, và sẽ là xong hết cho đến thì chiến đấu đừng sơn lòng, thì chiến đấu đừng nhân khổ em ơi. Xong đến đó là ngày nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cành cây đào, y chang luôn nhá. Đó, từ đó trở xuống là y chang nhau luôn. Bây giờ mình sẽ học câu đầu tiên. Ở trên là chúng ta sẽ câu ở dưới nó sẽ y chang luôn. Rồi, bây giờ em sẽ đánh chi tiết chỉ từng câu cho các bạn. Bài này điệu nhá. Mọi người sẽ lấy điệu bốp ballad cho em. Đây, em nói lấy bốp bốp nha, bộp nha. Đấy, tempo của nó rất là nhanh luôn. Tempo của nó sẽ là 135 cho đến 140, tùy cho mọi người tùy chọn. Đấy, em đang đánh 140 đây. Đây, 140 đây. Em đang đánh 140 đây. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua tiếp. Câu đầu tiên sẽ là một chiều anh bước đi em tiến đưa ra tận cuối đồi, sẽ là sẽ là mi son mi 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 son mi rê đô là nhá. Lại này, là mi son mi 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 son mi rê đô la. Đấy, lại nha. Là mi son mi 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 son mi rê đô la. Đấy, mọi người đánh một lần nữa nha. Là mi son mi son mi rê đô la. Tiếp theo, nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, sẽ là son mi 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 son son mi 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 đô la son mi 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 đô la son mi 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 đô la lại nhá. Son mi 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 đô la. Tiếp theo, rằng chiên rằng sóng gió đừng sơn lòng và đừng gian nệ. Bài này luyến rất là nhiều, kể cả nó không có nốt, nó không có lời nhưng mà vẫn luyến nốt theo. Nó không có lời nữa nhưng mà nó vẫn luyến nốt theo. Ví dụ như đừng gian nệ. Mình sẽ là câu này sẽ là như thế này nhá. Rằng sóng gió đừng sẽ là mi rê rê mi rê rê, rằng mi rê rê si si si, mi rê rê si si si, la son mi son la. Đó sẽ là mi rê rê si si si, la son mi son la, sẽ là mi rê rê si 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 si, mi rê rê si si si, la son mi son la. Lại nha. Mi rê rê si si si, la son mi son la. Đấy. Tiếp theo. Máu còn rơi, xương còn rơi, máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tuyền tuyến tuôn ra, sẽ là mi rê mi rê mi đô mi rê mi rê mi là mi rê rê mi rê mi rê mi là mi rê rê. Rồi, tiếp theo sẽ câu tiếp theo sẽ là ngăn quân thù dày xéo quân ta cho một ngày mới, sẽ là đô rê đô son son rê đô
đô la la, đô re mi, đô re đô son son re đô đô, đô la la, đô re mi, đô re đô son son re đô đô, đô la la, đô re mi. Rồi tiếp theo nha, là một nguồn vui mới xuân phơi phới, sẽ là đô re mi, mi re đô re mi, là đô re mi, mi re đô re mi, là đô re mi, mi re đô re mi, là đô re mi, mi re đô re mi. Như dòng sông ra đại dương quá bao gành và đá treo leo, sẽ là la son la, la son la, son la son rê rê la son son, la son la, la son la, son la son rê rê la son son, la son la, la son la, son la son rê rê la son son, la son la, la son la, son la son rê rê la son son. Tiếp theo, đấu tranh này chơi bền, đấu tranh này bền lòng em ơi, mới có ngày nắng ấm, sẽ là mi son mi si 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 re mi, re đô là đô re mi, mi son mi si 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 re mi, re đô là đô re mi, mi son mi si 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 re mi, rê đô là đô rê mi, mi son mi si 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 rê mi, rê đô là đô rê mi. Đấy. Và xa xôi em nhớ lời rằng muốn có một ngày về, sẽ là si rê mi, đô rê đô là, mi đô đô là la, si rê mi, đô rê đô là, mi đô đô la la, si rê mi đô la, mi đô đô la, si rê mi đô la, mi đô đô la. Rồi thì muộn thì chiến thắng, thì chiến đấu đừng sơn lòng, và đừng lòng đừng nề gian khổ, sẽ là mi rê rê, mi rê rê, mi rê si si si, mi rê rê, mi rê si si si, la son mi son la, mi rê rê, mi rê si si si, la son, la son mi son la, mi rê rê, mi rê si si si, la son, la son mi son la, mi rê rê, mi rê si si si, la son mi son la. Đấy. Như thế là chúng ta đã solo xong bài hát. Các bạn nhớ cho mình là bài này nó y chang như nhau. Tiếp theo nó lại quay lại tiếp là ngày nào anh nghe tiếng chim ca líu lo trên cành cây đào. Nó y chang lại câu đầu tiên luôn. Lặp lại như thế, lại đánh lại một lần nữa cho mình là hết bài hát nhé. Đó, hợp âm thì các bạn cứ lên hợp âm Việt, gõ vào Google gõ là hợp âm Việt, nó sẽ ghi tên bài hát là Lời Người Ra Đi, nó sẽ ra âm cho mình đánh. Đó, ok ạ. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa để kết thúc bài hát nhé.
đấy, mình đánh tắt thôi chứ còn nó sẽ lặp lại một lần y chang như vậy nữa thôi. Là đã hết bài hát rồi. Bài này thì như thế là đã hoàn chỉnh. Đấy, mọi người nhớ cho mình là cứ lên hộp âm Việt, lấy hộp âm lên để đánh nhá. Đó, chúc cho tất cả mọi người học thành công vì nào. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.